Ok. Để nói tiếp cho giải thích lại cho Tiến hiểu cái này. Nè, cứ một cái đường màu đỏ nè thì người ta đo bằng tín hiệu điện đi. Đó, thì tín hiệu điện đây là millivolt nè. Cứ một cái tín hiệu điện mà cái cơ co á, nó là một cái sóng á, sóng lên vậy. Và cái thời gian khoảng cách này á, khoảng cách giữa từ sóng thứ nhất đến sóng thứ hai á, nó rộng. Sao ta? Nếu như mình chỉ thực hiện một cái co thôi thì nó từ đây nó xuống rồi nó nghỉ luôn. Nhưng bắt đầu ví dụ như bắt đầu là có ba cái sóng liên tục với nhau và nó cách khoảng ra thì ba cái sóng này cộng hưởng với nhau và sinh ra một lực sẽ cộng dồn lại lớn hơn so với một thằng sinh lực. Rồi tiếp tục, nếu như mà cái thời gian giữa hai cái sóng này nó càng ngắn hơn nữa, cái sóng co co cơ này nó ngắn hơn nữa và nó xuất hiện tần suất nhiều hơn nữa thì nó sẽ giúp cho đẩy cái force, cái lực của mình, sự co cơ mình tăng lớn lên, lớn dần lên, lớn dần lên. Đó, cho đến khi maximal ở đây đó là liên tục giống như là hầu như là không có cái sự nghỉ, hoặc là nó vẫn có cái sự nghỉ nhưng mà cái sự nghỉ của các cái sợi cơ co giãn này đó nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái sự co nữa, tại vì ở đây vẫn có sự lên xuống nè. Đó, Tiến hình dung được không? Vẫn có sự, ví dụ như sợi A nghỉ thì sợi B đã thế chỗ chẳng hạn như vậy. Ví dụ như một cái vật nặng, một cái máy, một cái cục tạ hay một cái cục đá bự đi, bốn anh em mình khiêng thì bắt đầu nó sẽ mệt dần chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ có thêm bốn người nữa là tám người khiêng hoặc là 10 người khiêng, mà cái cục đó chỉ cần bốn người khiêng thôi mà bây giờ 10 người khiêng, thì trong lúc đó có thể nôm na là vẫn là bốn người khiêng, còn mấy người kia đứng nghỉ một xíu rồi xong quay lại vô thế rồi bốn người khác đi ra đó. Thì tức là vẫn có người nghỉ, vẫn có người làm, vẫn có người nghỉ, vẫn có người làm, nhưng cái vấn đề là cái cục đá nó vẫn được nâng, nó không có được rớt xuống. Thì hiểu nôm na là khi này nó cộng hưởng vào dường như giống như không có xảy ra cái việc nghỉ của cái sợi cơ, và ở đây nó tính theo đơn vị millisecond rất là nhỏ nên chúng ta sẽ không cảm thấy được cái sự nghỉ của cái sợi cơ đó mà thật ra nó vẫn đang diễn ra trong đó. Tiến hình dung được không? Ok. Ok, đó tức là vẫn có nghỉ, vẫn có co cơ, vẫn có nghỉ liên tục, nhưng mà do cái tần suất nó xuất hiện quá nhanh nên chúng ta cảm thấy là nó đang co liên tục. Đó, nó là như vậy. Rồi, quay lại bên cái lý thuyết. Rồi. Rồi, nói đến muscle twist, muscle tie, các loại sợi cơ. Khoan, trước khi mặc dù calcium ok, ở đây người ta mình có tô highlight cái này một cái, có một cái ý người ta nói là bên cái chỗ muscle twist á, mặc dù cái sự có mặt của calcium sẽ giúp cho phép cái sự trượt của myosin actin, vì vậy á sợi cái sự có mặt của canxi đó nó sẽ luôn luôn ở đó đến khi nào chúng ta ngừng cái hoạt động tập luyện, giống như là có một cái hành động nghỉ, tức là cái ý thức hoặc là hay người ta gọi là nervous stop đó, tức là cái tín hiệu thần kinh nó dừng đó, thì lúc này mới cái canxi này đó, nó mới quay ngược trở về cái màng SR, thì lúc này nó mới nghỉ. Còn nếu không nó sẽ tiếp tục nó duy trì cái canxi ở trên cái troponin đó cho đến khi nó chạm được cái maximum khả năng của nó đó, và đến khi cơ bắp nó nghỉ. Rồi ở đây người ta cũng có nói đây, nếu như mà cái quá trình mà cái thuyết đó lặp lại cái thuyết hồi nãy, nếu mà có quá trình mà cái thuyết đó nó đang đi xuống dần á mà nó chưa đi xuống được cái mức nghỉ của nó đây, chưa mức điểm A, cái đường A đi xuống mà chưa đến cái mức nghỉ, thì cái second, nếu cái second thuyết, cái thuyết thứ hai nó bắt đầu xảy ra rồi á thì nó sẽ cộng hưởng vào, thì nó bắt đầu từ đây đi lên luôn, đi dần dần rồi tiếp theo thành cái C rồi thành cái D cho đến khi nó đạt được cái ngưỡng lớn nhất thì gọi là tetanus ở trên này, maximal force. Rồi rồi tiếp theo về các loại sợi cơ, mình có nhiều loại sợi cơ mà phổ biến là loại sợi chậm và loại sợi nhanh. Sợi chậm và sợi nhanh, slow twist và fast twist. Rồi slow twist ở đây nhanh hay chậm ở đây
đang nói đến cái quá trình trượt của myosin và actin á, hay còn có thể hiểu là cái tín hiệu thần kinh nó nhanh hay chậm để nó xảy ra được cái sự phát sinh lực hoặc là cái thời gian nghỉ. Vì nó phát sinh lực nhanh, ví dụ như sợi fast twitch này, nó phát sinh lực nhanh nên nó cũng nghỉ nhanh luôn. À, phát lực nhanh thì nghỉ nhanh luôn, đó, tức là lên xuống liền. Còn ví dụ là sợi slow twitch này nó kích hoạt chậm hơn thì nó cũng xuống chậm. Đó, giống như tương tự cái mô hình hồi nãy mình có xem á, ở các loại sợi cơ khác nhau. Rồi con chuột nó mất tiêu rồi. Các sợi cơ khác nhau. Đây. Ví dụ này. Đây. Đó, ví dụ sợi cơ nhanh á thì nó lên gắn xuống liền. Sợi cơ nhanh vừa vừa chẳng hạn thì nó lên, lên chậm hơn, xuống chậm hơn. Còn sợi cơ chậm thì nó lên từ từ. Rồi nó cũng xuống từ từ. Đó. Thì ở đây là do cái tín hiệu truyền thần kinh và chất dẫn truyền nó nhanh hay chậm. Ý người ta muốn nói vậy. Rồi, thì phân ra làm sợi cơ sợi chậm là loại 1 và sợi nhanh thì gồm có loại 2 là 2A với 2X. Mà 2A cũng thường là sợi màu đỏ và 2X là sợi cơ màu trắng, sợi cơ sợi trắng và sợi đỏ. Rồi, cái gì đây? ATP sản sinh năng lượng. Đi mua đồ ok ha. Em có ý kiến này. Em nói đi. Về cái sợi nhanh sợi chậm á, về cái mặt đáp ứng về yếu tố thần kinh á, thì em nghĩ nó giống như là trong một cái chuyển động thì cái thằng nào nó đáp ứng trong nó sẽ lo cái thằng nó ra đáp ứng nhanh nhất thì nó là nhanh rồi sau khi mà cái chuyển động nó đi vào một cái luồng, sau đó là sẽ khi mà sợi nhanh nó đáp ứng rồi á, thì tiếp theo là sẽ tất nhiên là thằng sợi chậm nó vẫn sẽ đáp ứng luôn, nhưng mà sẽ theo như là khi mà cơ thể mình đã vào một cái luồng đáp ứng rồi á, thì thằng sợi nhanh nó sẽ giảm đi cái sự đáp ứng đó và nó sẽ không còn tham gia vào cái chuyển động nó nhiều nữa, mà là để lại cho cái thằng sợi chậm thì nó sẽ, thì em hiểu là như vậy, em hiểu là về cái mức đáp ứng thần kinh đó. Giống như là trong một cái chuyển động mà anh sao ta đá đùi lên đi, đá đùi thì nó hơi khó. Giờ ví dụ đi, ví dụ một cái chuyển động đi và chạy đi. Rồi. Đi và chạy. Đi em là nghĩ về cái mức đáp ứng thần kinh là nó sẽ khác với một cái đó là giống như là anh đang đứng đúng không? Anh sẽ người ta sẽ giục một cái cục chế banh hoặc là một cái cục tạ mà cái mức nặng của nó cũng là tương đối ha. Thì khi mà nó vừa giục cái chế banh nó vừa tới anh thì cái đám sợi mức đáp ứng thần kinh về cái đám sợi nhanh nó sẽ kích ứng nhanh và liền để cho anh có thể đáp ứng được và anh đi acceleration là giảm tốc cái chế banh lại và anh giữ được chế banh. Khi mà anh đã giữ được chế banh rồi thì mức đáp ứng của sợi nhanh nó sẽ giảm đi và anh để cho cái tiếp tục anh giữ được chế banh lâu hơn á, thì đó sẽ là mức đáp ứng của thằng sợi chậm và lúc đó thằng đó sợi chậm nó sẽ cảm nhận cái nhiệm vụ đó, và khi mà anh muốn anh bắt chế banh đi thì cái thằng sợi nhanh phải thằng sẽ nhanh và liền, nó xuất hiện liền để anh acceleration, anh tạo ra cái phản lực anh giục chế banh đi đó. Kiểu em hiểu là như vậy về mức đáp ứng thần kinh nha, về mức đáp ứng thần kinh. Ok rồi, đáp ứng thần kinh thì cái sợi nhanh nó cần phải có giống như là cái dẫn truyền và đáp ứng thần kinh nhanh hơn đúng không? Theo em là vậy, để nó kích hoạt sợi nhanh hả? Theo anh hiểu á là cái sợi chậm á nó sẽ luôn có mặt ở đó trong tất cả mọi hoạt động, nó sẽ luôn có mặt ở đó. Tại vì giống như chúng ta đứng yên chỗ thôi hoặc chúng ta ngồi thì cũng đã có sự tham gia của sợi chậm trong đó rồi, để nó duy trì cái tư thế, để ví dụ chúng ta đi bình thường
hoặc là chúng ta chạy chậm hoặc là gì đó, hoặc jogging kiểu vậy. À, hoặc là kể cả ví dụ em nói như đá banh như thế này, thì kể cả khi mình đang đứng mình đợi trái banh thì cũng có sợi chậm tham gia rồi, đúng không? Và ví dụ từ đang trạng thái đứng hoặc trạng thái đi chậm bình thường, mình đang dùng phần lớn, mình dùng tỷ lệ phần lớn là sợi chậm, thì lúc này mình mới chuyển qua tăng tốc lên, hoặc là mình có một cái vận động nhảy, hoặc là một cái vận động như em nói là bắt bóng hoặc là sút bóng chẳng hạn vậy. Thì lúc này bên cạnh cái sợi chậm nó sẽ kích hoạt thêm những cái sợi nhanh. Và giống như em nói thì đúng rồi đó, tức là cái sợi nhanh là ngay lập tức nó phản hồi lại với cái tín hiệu thần kinh liền để nó thực hiện những cái hoạt động nhanh mạnh và bộc phát ngay lúc đó. À, nhưng mà không thể phủ nhận là không thể hiểu, anh Heo nghĩ là không nên hiểu là khi có cái vận động mà nhanh mạnh á, thì lại không có sức mặt, không có cái sự xuất hiện của cái sợi chậm, mà sợi chậm nó đã luôn ở đó rồi, nó đã luôn kết hợp ở đó. Và tùy theo cái cường độ, tùy theo cái hoạt động mà mình đáp ứng á, thì cái cơ thể nó sẽ dùng những cái loại sợi khác nhau và nó hỗ trợ cho cái sợi cơ chậm đó. Thì giống nó sẽ giải thích theo đúng cái rồi. Thì đó. Thì đúng đó, do không giống theo, cái mô hình này, tức là sợi chậm nó luôn ở đây rồi thì đúng không sợi chậm đang luôn ở đây, thì ví dụ lúc nào cũng sẽ có hai thằng đó. Lúc nào cũng sẽ có hai thằng, nhưng mà anh nghĩ nó gì nè, cứ như là lúc nào hai thằng đó nó cũng tồn tại trong một chuyển động đúng luôn rồi. Nhưng mà nó sẽ sử dụng thằng nào làm thằng chủ lực là tùy vào cái mô hình chuyển động của mình. Đúng rồi giống nên như nên mình gọi là tỷ lệ, như là thằng này là 20-80 hoặc là thằng kia sẽ là 80-20, đúng rồi, trong một cái chuyển động đó, đúng rồi, kiểu như vậy á. Tức là lúc nào cũng tồn tại hai thằng đó song song luôn á. À, đúng rồi, loại 1, loại 2 nó đều ở đó hết, mà nó khác nhau là về cái mặt mình huy động á, mình huy động cái tỷ lệ cái mạng hơi yếu. Được chưa nó để mình coi đổi cái mạng qua khác. Ok. Được chưa mọi người. Ok em. Ổn hơn rồi. Rồi. Cái mạng nó hơi chập chờn. Thì tức là những cái sợi cơ nó sẽ luôn ở đó, nó sẽ luôn được kích hoạt ở đó, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là mình xài cái nào nhiều hơn theo cái mô hình vận động. Đúng. À, đúng rồi, nên mình hay gọi là cái ratio, cái tỷ lệ, giống như 30% sợi chậm sợi loại 1 và 70% loại sợi 2 để cho những cái hoạt động sút banh hoặc là chạy tốc độ chẳng hạn vậy. Hoặc là đối với đi bộ chẳng hạn bình thường thì lúc này 70-80 loại sợi chậm loại 1 và cái phần 20 còn lại thì loại sợi nhanh, lúc này nó không cần kích hoạt quá nhiều mà nó vẫn ở đó, nó hỗ trợ nhưng mà nó không có thấy rõ cái chức năng nó lúc đó, chứ thật ra nó vẫn có đó thôi. À. Thì lúc nào nó cũng trong trạng thái là sẵn sàng để nó chiến đấu, đúng rồi, huy động được nó và có nguồn năng lượng để đưa cung cấp cho nó ngay lúc đó hay không. Nên tại vì lúc thời gian đầu mới mà tiếp cận những khái niệm này, mình hay bị lộn ở chỗ là mình hay hiểu là khi mà xài chậm là không có xài nhanh, mà khi xài nhanh không có xài chậm. Nên mình mới muốn làm rõ lại là xài hai tất cả mọi thứ cùng lúc nhưng mà tỷ lệ khác nhau thôi. Rồi đặc trưng của sợi loại 1 tức là sẽ kháng lại sự mệt mỏi, tại vì nó chức năng nó, đặc điểm nó là sợi nhỏ và nhiều cái oxy, nhiều ti thể này kia nọ dẫn truyền oxy tốt nên lâu mệt, và dẫn đến là nó sẽ có cái capacity lớn hơn aerobic về cái khả năng hiếu khí tốt hơn. Rồi sợi còn là, nhưng mà nó kích hoạt chậm hơn, tức là nó dùng cho những hoạt động cường độ thấp hơn và sao ta, nó duy trì được lâu hơn. Thì ngược lại sợi loại hai nó sẽ ngược lại là nó lớn hơn, nó kích hoạt nhanh hơn nhưng mà cũng mau mệt hơn, mau cái sự chuyển hóa nó lẹ hơn, nên nó không có, đôi khi nó quá nhanh mà cái oxy nó không kịp tham gia vào phản ứng, nên người ta mới phân ra làm 2A và 2X. 2X là hầu như ít có sự, không có sự có mặt, góp mặt của oxy trong này. Còn ở đây 2A, sợi 2A thì có mặt của cái sự chuyển hóa hiếu khí nè, có mặt của sự chuyển hóa hiếu khí, nên
nó thuộc giống như là mình thể hiểu nó là khúc giữa giữa cái loại 1 với loại 2, giữa 1 với 2x thì người ta phân làm 2A, nó là sợi cơ sức mạnh nhưng mà nó vẫn có sự có mặt oxy trong đó. Còn cái này thì nó không có oxy. Nó không có oxy, không biết có đúng không nữa. Nhưng mà nó là sợi sợi trắng nên nó rất là ít cái mao mạch xung quanh cái sợi 2x, nên dẫn đến phục hồi kém, tuy là nó phát lực nhanh nhưng phục hồi kém. Ừ, tại vì nó ti thể với lại nó bự đúng không Không, ti thể là sợi một nhiều quá em. anh? Ý là sợi sợi nhanh nó đâu có ti thể đâu, nó ít Kiểu như là nhìn nó màu nhìn trắng, có người ta hay gọi là sợi trắng tại vì nó ít cái mao mạch mấy cái capillary miêu ít cái nè. yếu tố hồng cầu cái gì á gì. Đó, nên cái khả năng chuyển hóa của nó giống như là trao đổi oxy, trao đổi chất dinh dưỡng hoặc là mấy cái phụ phẩm, phế phẩm ra nó chậm hơn nên nó phục hồi chậm hơn. Nó chỉ kích hoạt nhanh lúc đó thôi. Còn cái việc chuyển hóa chậm như vậy làm cho nó phục hồi bị chậm. Rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo ở đây là các cái loại sợi cơ về đặc điểm của nó, xếp loại đặc điểm của nó về kích thước. Kích thước mấy cái này chắc mọi người đều biết. Thường á thì 2A và 2X nó giống nhau. Thường thì 2A 2X nó đã giống nhau. Nó khác một cái là 2A nó có thêm những cái mức độ trung bình như là immediate. Nó không hẳn là thấp hay là cao nhưng mà nó immediate, tức là nó nằm trung bình giữa cái 1 với cái 2X. Rồi về kích thước motor neuron size nó cũng loại 1 nhỏ thì hai kia ngược lại lớn hơn. Về khả năng huy động, cái ngưỡng huy động thấp. Ngưỡng huy động này chắc là cái ngưỡng mà mình kích hoạt nó nhanh hay chậm, nó thấp. Tốc độ chậm. Tốc độ kích hoạt chậm, co cơ, tốc độ co cơ cũng chậm, tốc độ thư giãn cũng chậm luôn. Đó thì cái biểu đồ hồi nãy của cái cơ soleus đó, nó tăng chậm rồi nó giảm chậm. Rồi khả năng kháng với lại cái mệt mỏi, cái sự fatigue đó, thì lại cao. Do nó duy trì được cái tính ổn định của nó. Rồi. Và từ cái fatigue này nó dẫn đến cái endurance của nó cao luôn, cái sức bền nó cao. Rồi, cái mà sức bền cao thì cái lực phát ra phải thấp, lực phát ra nó thấp ngược lại. Rồi. Trao đổi hiếu khí, enzyme trao đổi hiếu khí cao thì cái kỵ khí nó phải thấp. Rồi sarcoplasmic reticulum là cái canxi. Cái canxi 2 cộng trong cái màng này nó sẽ thấp hơn so với bên này để nó kích hoạt chậm hơn. Rồi về cái mật độ của mao mạch nó lại cao hơn để cho nó khi nó thực hiện chuyển hóa này kia nọ nó sẽ dễ dàng hơn và nó giúp ít mệt mỏi hơn. Từ cái này nó mới giúp ít mệt mỏi hơn và duy trì được endurance lâu hơn. Rồi cái kích thước và cái mật độ của ti thể cũng cao hơn so với hai loại kia. Rồi cái sợi cơ thì sợi nhỏ, màu sắc là màu đỏ, bên này có đỏ có trắng. Rồi đây. Rồi. Motor unit compound muscle fiber. Definition. Cái câu này tiếng hiểu nó nói gì không tiếng? Câu nào Câu câu này nào nè, cái câu trong khung nè. Mọi người hiểu câu này nó nói gì motor unit được cấu thành không? Compose. từ Những một sợi cụ sợi thể cơ với à, sợi những cái đặc điểm sinh lý khác biệt mà có thể quyết tạo định được nên cái tính cái chức năng của nó, à, cái chức năng thì mỗi về mỗi sợi cơ nó capacity đều có một cái đặc điểm khác nhau. ok, hiểu rồi. Tức là tùy theo cái loại sợi cơ mà nó thể hiện rõ cái tính bền hay tính mạnh của nó. Hiểu năm nào rồi. Cái chữ morphological là hình thái, còn cái chữ physiological là Sinh tính chất lý, sinh lý vật lý. tính tính năng sinh lý thì hình thái là nhỏ lớn nè, nhỏ lớn màu sắc là hình thái nè, rồi sinh lý là cái khả năng chuyển hóa rồi chứa nó cái gì trong đó nè, đó thì là hình thái và sinh lý đặc trưng của mỗi cái nên nó dẫn đến cái việc là nó bền Đúng hay nó rồi. mạnh rồi nó nhanh hay nó chậm đó, ý của cái đoạn này vậy thôi, nó chốt lại như vậy. Rồi tiếp theo là về motor unit recruitment pattern là khả năng
phối hợp thực hiện cái hiệu quả cái chuyển động đó một cách mượt mà và phối hợp với nhau tốt. Recruit. Là còn hồi nãy cơ mắt của mình mà cơ nhanh hay cơ chậm anh? Cái mắt của mình hả? Mắt của mình anh nghĩ là cơ chậm quá. Anh không biết nữa. Có thể là cơ chậm nhưng mà do nhưng mà nó di chuyển nhanh, nó di chuyển nhanh bởi vì cái giống như là cái số lượng sợi cơ gắn với motor unit nó ít nên nó nhanh và chính xác, nhưng mà nó phải duy trì cái trạng thái nó liên tục như vậy thì anh nghĩ cái sợi của nó là sợi chậm nhiều. Hay mọi người nghĩ sao? Cơ mắt á. À, chắc cũng có nhanh có chậm nhưng mà chắc chậm nhiều hơn. Đúng, có nhanh có chậm nhưng mà cái mỗi một cái motor unit nó gắn vào một sợi cơ nhiều hơn thì nó tăng cái khả năng phản xạ nhiều hơn những thằng cơ ở vùng khác. À, anh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Anh nghĩ là vẫn có, mình nghĩ là vẫn có hai loại sợi cơ nhưng mà chắc là để duy trì được tư thế mắt này kia ổn định chắc là chắc cũng có sợi cơ chậm. Nhưng mà ở đây nó cái mắt mình di chuyển nhanh á, hồi nãy mình nói về cái việc mắt di chuyển nhanh hơn cơ đùi á là do một cái ví dụ một motor unit của nó của hệ thần kinh chỉ cần điều khiển hai sợi cơ trong đó thôi. Còn cái cơ đùi á, ví dụ một motor unit phải điều khiển một lần 5-70 sợi cơ hoặc là cả 100 sợi cơ nên nó chậm hơn. Kiểu tín hiệu giống như một cái máy tính. Cái tín hiệu. Cái tín hiệu chậm hơn. Sao ta? Tại vì nếu mà tín hiệu tín hiệu nó đi nó phải nó cũng phải đi nhanh với nhau chứ gì? Em nghĩ đại loại là một cục wifi nó share cho một thằng xài, nó sẽ khác một cục wifi share cho 10 thằng hoặc 20 thằng xài. Như vậy nhanh dễ hiểu. Đúng rồi, kiểu như vậy đó. Một cục wifi kiểu vậy đó. Thì nhưng mà nếu mà nói về tín hiệu á thì em nghĩ nó không có chậm hơn đâu mà chỉ là nó bị share ra nhiều quá nên nó bị giống như bị loãng nên nó phối hợp chậm thôi, giống như một cục wifi. Đúng nó rồi. Vẫn ra cái tần số như vậy nhưng mà do nhiều người truy cập quá nên nó bị chậm chứ nó không phải là nó giảm đi cái tín hiệu. Thì cái tín hiệu thần kinh cũng vậy. Rồi. Bây giờ mình làm sao mình tăng tín hiệu thần kinh lên mấy cơ khác rồi chậm luôn. Thì đó thì em kích hoạt thêm motor unit bằng cách tập nặng hoặc là tập mấy cái mà stability, endurance này kia nọ nó đều kích hoạt thần kinh mà. Tập nặng maximum strength. Mà có người bị gãy tay là người ta gắn cái tay giả vô xong rồi người ta gắn cái dây gì đó, dây điện từ hay gì đó, cái kích hoạt với lại kết nối với lại dây thần kinh của mình luôn là người ta chịu. Hay lắm. Hôm trước cũng có coi một cái mà về cơ thể người giống vậy đó trên Netflix á. Tức là cái người này bị cùng một tay xong sau đó gắn cái tay giả vô và cái tay giả này mục đích người ta muốn làm là sẽ truyền tín hiệu điện lên thần kinh để cho họ có được cái cảm giác của cái tay giả mà giống như bàn tay thật. Kiểu như họ cầm bằng bàn tay giả nhưng họ cảm giác được cái món đồ đó y như là bàn tay thật của họ vậy. Đó, và anh coi Netflix hả? Netflix bữa cũng coi. Thì em thường mấy cái này là họ sẽ xem coi cái dây thần kinh đó nó có bị chết hay chưa. Họ xem coi cái dây thần kinh đó nó còn hoạt động được hay không. Thường gọi là chết dây thần kinh thì nó sẽ không xử lý được nữa. Còn một cái nữa là cái người đó luôn, cái người mà tham gia đó, họ kể cả khi mà ổng bị cụt cái tay rồi nhưng mà cái não bộ họ vẫn còn nhớ là họ có cái tay. Cái não bộ vẫn ghi nhớ là có cái tay đó. Nên đôi khi giống như là có một giống như vật gì bay tới vậy đó, ổng theo thói quen hay với cái tay mà bị cục ra để chụp, nhưng mà kiểu cái đó là cái nỗi đau của ổng, nhưng mà nó nói là kiểu như là cái hệ thần kinh nó vẫn còn lưu giữ được cái ký ức của cái cơ bắp vẫn còn ở đó và những cái đầu dây thần kinh của cái phần mà bị cục đó nó vẫn còn hoạt động được nên ổng mới có cái phản xạ giống vậy. Thế cũng khá hay. Thì kiểu đại loại là giống như có một cái số chấn thương á, nó đã bình phục hết hoàn toàn rồi nhưng mà cái tổn thương về thần kinh của nó vẫn còn ở đó nên là nó vẫn còn lo sợ. Thì nó sẽ liên quan đến vấn đề tâm lý rất là nhiều. Vấn đề tâm lý của dây thần kinh rất là nhiều. Rồi. Ok. Tiếp theo mình đến cái mục huy động motor unit recruitment. Motor unit recruitment. Mỗi ngày thông qua cuộc sống hàng ngày, kinh nghiệm hàng ngày chúng ta hoạt động khả năng tăng dần cái giống như là khi chúng ta còn nhỏ chúng ta chưa có đi
bắt đầu mới chập chững vài bước thì chúng ta chưa có gọi là coordinate pattern hoặc là smooth cái movement của mình, thì mình phải đi chập chững, kể cả mình đẩy tạ cũng vậy, kể cả mình squat, mình deadlift chẳng hạn cũng vậy. Thì khi chúng ta chưa có thực hành bao giờ, mới thực hành một vài lần thì nó sẽ không có được chân chu, do cái hệ thần kinh mình nó kích hoạt chưa có tốt, motor unit chưa có đồng bộ nhau chẳng hạn. Thì khi lặp đi lặp lại thì nên ta mới nói là cái frequency nó ảnh hưởng bởi cái frequency motor unit activate. Chúng ta lặp đi lặp lại cái đó nhiều, bất kể một hành động nào đó, để nó trở thành giống như tiềm thức của mình, thì lúc này mình sẽ hoạt động nó rất là bình thường, nó trơn tru, nó mượt mà chẳng hạn vậy. Lúc đó hả, giống như snatch đồ đẹp hơn, pull up đẹp hơn, muscle up đẹp hơn chẳng hạn vậy. Người tập càng lâu, kỹ thuật càng tốt thì tập càng ngày càng đẹp chẳng hạn vậy. Rồi, và overlap. Và khi chúng ta kích hoạt được cái activate được cái này, cái thần kinh này kích hoạt được, cái số lượng motor unit kích hoạt được cao hơn á, thì cái khả năng đồng bộ nó tốt hơn, thì cũng dẫn đến cái việc chúng ta có thể phát ra lực được tốt hơn, lớn hơn so với lúc trước. Thì giống như là ban đầu mình nâng tạ nó chưa quen, nó kích hoạt có một vài motor unit thì nâng thấy nặng, nhưng dần dần cùng với số ký đó và trọng lượng cơ thể cũng như đó, nhưng mà chúng ta kích hoạt được nhiều cái sợi cơ hơn, nhiều cái motor unit hơn, chúng ta vẫn có thể nâng được mức tạ lớn hơn. Đó là lý do mấy người cử tạ không cần quá bự mà họ vẫn nâng được khối lượng lớn, họ kích hoạt được nhiều motor unit hơn. Rồi rồi sau đó kể cả ở bên Asia nó có một cái đoạn nó nói về cái vụ này nè. Nó có một cái dạng câu hỏi luôn á, là những người khách hàng mới của bạn ở khoảng thời gian đầu từ 2 tới 3 tuần thì họ mạnh hơn rất là nhiều. Thì nó hỏi là cái mức cái chuyện cái sự mạnh đó của khách hàng, bạn theo bạn nghĩ là nó do sự phát triển của cơ bắp hay là do mức đáp ứng motor unit? Nó đặt một câu hỏi vậy luôn á, ý là nó không phải là nó sẽ đặt ra bút A B C D đáp ứng về anaerobic. Nó sẽ hỏi là khách hàng của bạn khi tham gia chương trình tập luyện vào khách hàng sedentary luôn á nha. Khi tham gia tập luyện như bạn trong tầm 2 tới 3 tuần đầu thì cái sức mạnh của họ rất là cái gan và sức mạnh của họ rất là tốt. Họ mạnh rất là nhiều. Thì nó hỏi là vậy thì cái mức đáp ứng này theo mày nghĩ là cái gì? A là đáp ứng về anaerobic, B là đáp ứng về hypertrophy, C gì đó, đáp ứng với tunic để cho mình chọn. Đó có một cái câu như vậy luôn, nó có nói về cái đề cập về cái này. Theo em là theo cái gì? Theo em là thế nào? Motor unit, motor. Theo anh cũng là motor unit. Giống như là tại vì một vài tuần thì chắc họ chưa có build được bao nhiêu cơ hay gì đâu mà họ mạnh lên đáng kể, là do họ đã đánh thức được những cái motor unit mà bấy lâu không xài. Rồi khả năng phối hợp với nó đồng bộ này kia tốt hơn nên họ mạnh hơn thôi. Giống như bây giờ anh 70-75kg nhưng mà anh lại mạnh hơn lúc anh 80-85kg chẳng hạn. Đó là một ví dụ. Đúng rồi. Lôi được con quỷ ngủ yên trong cơ thể bạn. Đó, giống như mấy anh idol đó cũng vậy. mấy anh idol tập tay mà nặng lắm. Nếu mà đưa ra một chuyên động cụ thể mà kết hợp mấy anh làm nổi được đâu. Nhìn nó cứ như con robot á. Chứ phòng cổ của em tập là nguyên một cái đám. Anh biết Thịnh Trần rồi đúng không? Anh biết Thịnh Trần không? Không, không biết. Không quan tâm lắm. Không biết hả? Nói chung thì anh biết, anh hình dung được phòng, rồi. Cái phòng... Anh hình dung được tức là mấy người mà tập về isolate nhiều á, thì khi chuyển qua mấy bài mà nhìn họ bự vậy chứ mà họ vô khi mất nặng họ khiến nổi. Tại vì họ tập isolate nhiều là... quá nên họ không kích hoạt cái motor unit được. Nếu mà nói so về mức nặng là phải mức nặng tương quan với cái mass của họ. Nhiều khi mass nó 80kg, mình cũng 80kg nhưng mà mass của nó đâu đó tới gần 50kg mass luôn. Xong rồi nó nâng mức tạ bằng mình mà cái mass mình có 30kg thì nó lại cho mày tập bodybuilding mày cũng có mạnh hơn tao nhiều đâu. Kiểu vậy. Đó thì phải hay xét trên nhiều góc độ. Mạnh hơn tao nhiều đâu. Xét trên nhiều góc độ khác nhau. Giống như
thay vì nếu như họ được tập theo cái thêm cái motor unit nữa thì giống như một vận động viên bodybuilding mà có 80 kg thì họ có đã có thể như squat đồ chắc có thể 200 chẳng hạn, nhưng mà họ không có tập cái đó nhiều nên họ họ không có phát triển về cái motor unit nhiều nên chỉ có khối lượng cơ nạc nhiều thôi. Nên cái này mới nói với Tiến, nên nói với Tiến cái này là nên chọn, lý do mà anh với Leo hay nói với em là nên chọn một bộ môn hoặc một cái sở trường của mình để mà theo đuổi, tại vì á cái motor unit này cần thời gian để mà rèn luyện nên em tham gia nhiều thứ quá nên cơ thể nó sẽ mọi thứ nó nữa nó sẽ trung bình, nó đạt mức độ trung bình nên em sẽ không thấy được cái tối ưu được của mình ở đâu, hiểu không? Nên đó lý do người ta nên thường chọn một bộ môn mà người ta thích chẳng hạn, rồi người ta lặp đi lặp lại nhiều thì lúc này người ta tối ưu được cái khả năng vận dụng nó. Giống như là mấy người mà vận động viên Trung Quốc á, họ tập từ lúc họ 15, 17 tuổi thì đến khoảng 20, 25 là họ đã đỉnh cao rồi, tại vì 5 năm liền, 3 năm anh, nó tập từ lúc cấp 1 luôn rồi. Cấp 1. Anh cho thử mấy cái trong cái của Lisozo nữa là mấy đứa nhóc là cỡ lớp 6, lớp 7 thì nó đã vô nó tập cái kiểu rồi. Thì ở đây đang muốn nói gì, muốn nói là họ cho tập càng sớm để làm gì, để họ có nhiều thời gian để họ luyện cái motor unit này để cho đến khi họ trưởng thành đó. Thì bây giờ họ có giật 100 cái nó đều giống y như một cái như sách giáo khoa vậy đó. Nó mới đạt đến cái đó gọi là đỉnh cao khi mà thi đấu chẳng hạn. Thì nó mới phân được người giỏi người dở đó. Còn bây giờ mình tập nhiều thứ quá cái mình sẽ bị loạn, cái cơ thể mình nó cũng bị kiểu loạn kiểu vậy, nó không có thích nghi được cái nào hết. Giờ Tiến đã chọn được mình cho bộ môn nào chưa? Bodybuilding. Em quất hết anh, cũng quất hết. Cũng được, thì giống như mình xác định là mình tập cho biết, mình không có mục tiêu gì gọi là quá cao siêu thì mình tập cho biết mọi thứ thì cũng được. Thì nhưng mà mình sẽ phải xác định là mọi thứ nó trung bình, ở mức độ trung bình khá chẳng hạn vậy, nó không được quá xịn nào hết. Còn nếu mình muốn xịn thì mình phải tập trung một cái thôi. Thì mình đều đưa về general fitness hết. Mình tập nhiều cái, mình biết nhiều cái thì mốt mình có dạy người ta mình còn biết cái mình nói đúng không? Ok, đó, hiệp vậy cũng tốt. Nói cho mọi người biết là Tiến từng tham gia tập một buổi chung với Huy, với Leo và với cả mình cùng một lúc. Tức là bay qua muscle up với Huy, xong chuyển qua thruster với Leo, xong chạy qua squat với mình, quá xịn luôn. Chơi là ba môn phối hợp. Và muốn đánh bại cả ba người mới ghê. Idol với trẻ có khác. Đây gọi là sức trẻ sức khỏe nè. Còn giờ già rồi chỉ chơi thế không hết chơi sức nổi rồi. Rồi đây đang nói về cái kiểu training của em chắc giống hybrid training quá. Em theo kiểu là người kế thừa của Xavier đó, cái gì cũng muốn á, gì cũng muốn mạnh, vừa muốn mạnh vừa muốn bền, vừa muốn nhanh vừa muốn gì muốn hết trơn. Rồi nói về cái kích hoạt motor unit này, số lượng motor unit, hồi nãy còn có nhắc về mấy cái vấn đề mà tốc độ kích hoạt, rồi bao nhiêu cái motor unit được kích hoạt và khả năng đồng bộ của các motor unit thì nó sẽ quyết định được cái chuyển động nó tốt, hiệu quả hay không. Rồi ví dụ ở đây người ta ví dụ gì? Ví dụ như các loại motor unit được kích hoạt và theo sinh lý. Ví dụ như chạy quãng ngắn là 100m, 800m chẳng hạn. Chúng ta endurance. Chạy distance này là kiểu chạy marathon. Nó sẽ kích hoạt những cái slow motor unit để duy trì cái endurance. Được chưa? Được chưa mọi người? Đâu nó lại bị rớt đó. Tự động nó chuyển qua wifi khác nữa. Được chưa? Alo. Ok, ổn đấy em. Ok. Nó có giúp anh bị gì chuyển qua một thằng khác. Cái wifi nó chuyển lại nè. Tại vô một lần nữa. Không, tại vì cái tòa nhà này nó có nhiều cái wifi khác nhau, nhiều khi anh đi lên đi xuống lầu cái anh truy cập khác nhau, với lại nhiều bữa cái của anh nó rớt anh truy cập cái khác. Mỗi lầu là một cái wifi. Phòng trọ nhưng mà nó xếp theo lầu, mỗi lên một tầng thì khoảng 3 đến 4 phòng gì đó.
À, nên mỗi một tầng nó có một cái wifi riêng. Đôi khi mình của mình bị yếu quá, mình phải nhảy qua cái khác xài đỡ chẳng hạn vậy. À, cái mà chạy mà cường độ distance running hình như là chạy có quãng quãng kéo dài giống marathon chẳng hạn, mấy quãng kéo dài thì nó sẽ kích hoạt những cái motor unit chậm, slow twitch, slow twitch motor unit, tức là những cái motor unit này sẽ kết nối với lại những sợi cơ chậm, nên người ta có thể ghép là more slow twitch motor unit rồi để duy trì cái việc tập luyện endurance và kháng lại cái sự mệt mỏi fatigue. Rồi nếu như mình tăng thêm cái lực mà phải sinh ra cái lực cần thiết cho cái vận động đó, như là đang chạy bình thường chuyển qua chạy nước rút, hoặc là đến cuối của nước rút khi mà chúng ta gần đến đích đó, chúng ta cố gắng bộc phát hết để chạy về đích, thì lúc này nó phải kích hoạt thêm những cái fast twitch motor unit thêm đó, và nó sẽ increase tăng cái pace của mình lên. Tuy nhiên mình phải tính toán cái việc khi nào mình tăng cái pace lên, tại vì nó sẽ không duy trì được lâu, không thể duy trì được cái fast twitch này lâu, nên giống như mình phải dự định, mình phải tính coi là mình thường có thể bộc phát trong vòng bao xa chẳng hạn vậy trước khi mình cán đích. Rồi hầu hết các loại motor unit, nếu như trong các hoạt động như là maximal performance như power clean nè, cử tạ nè, thì hầu hết các loại motor unit được kích hoạt hầu hết nhanh. Và phần lớn ở đây là sợi cơ nhanh fast twitch, phần lớn sợi cơ nhanh, most of motor unit are called interlay. Mặc dù tất cả các cơ được các motor unit được kích hoạt, nhưng mà phần lớn là các fast twitch ha. Rồi để hoàn thành, sau khi hoàn thành cái hoạt động đó, và những cái hoạt động này như nãy mình có lấy ví dụ về tập thể hình, nó sẽ không có cái với lượng mát này kia nọ, họ không có mạnh khi mà tập những cái bài compound như là powerlifting hay cử tạ, đó là cái câu này nè, thì cái sự mà kích hoạt activation của cái neuron thần kinh này á, người ta gọi là một cái khái niệm là motor neuron pool này á, tức là cùng một lúc đồng bộ, thì nó phải được tập luyện lặp đi lặp lại nhiều để nó có phản xạ, gọi là phản xạ đó. Tại vì nó sẽ không khả thi đối với những người mà chưa bao giờ tập. Giống như bây giờ, kể cả ví dụ như mình tập powerlifting hoặc mình tập CrossFit đi, mình tập theo kiểu powerlifting và mình bỏ cái việc mình snatch hoặc là clean and jerk một thời gian, chừng nửa năm chẳng hạn, thì khi mà mình quay lại mình snatch hay mình clean á, nó rất là lạ, nó cảm giác nó lạ lùng lắm. Và mình nâng không được cái khối lượng mà mình muốn chẳng hạn như vậy. Nên cái việc này nó cần phải tập luyện để nó mới kích hoạt được cái motor unit này lên. Yêu cầu phải lặp đi lặp lại nhiều. Rồi, mặc dù live fast twitch unit có thể kích hoạt under most circumstances to activate them, hay nó phiền xin most. Đối với những người câu này sao ta? Đối với những người mà tập luyện, mặc dù số lượng lớn những cái fast twitch này được kích hoạt, được huy động cho những cái độ khó lớn hoặc là khối lượng lớn, thì hầu như nó không khả thi khi mà không có, thì hình như là không thực hành nhiều hay sao, không Tiến đọc hiểu câu này không Tiến? Mình còn một phút nữa mà là mình hết bữa nay rồi. Hay là gọi thêm không? Hay là mặc dù những cái... gọi nữa không? Hay là thể... kết thúc ở đây? Chắc nghĩ hôm nay thì được em. Bữa sau mình gọi hết, giải thích hết phần này đi rồi mình nghĩ cũng được em. Hết phần này cũng được. Còn thấy mình để lại phần này bữa sau đi, tại chắc cũng hơi lắc rồi. Ok. Ok, có gì câu này mình để lại bữa sau ha. Ok. Đúng lắc luôn á. Ok, bye bye mọi người. Ok, bye mọi người. Bye bye. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người.